đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ gồm ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ; bà Trương Thị Ngọc Ánh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Đào Chí Nghĩa, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ, đã tiếp xúc cử tri huyện Thới Lai và quận Ô Môn. Cử tri phường Thới Hòa, quận Ô Môn cho rằng hiện nay Bộ Giáo dục và Đào tạo đang cho học sinh được tự chọn môn học khi vào trung học phổ thông từ năm học 2022-2023. Trong đó, môn lịch sử là môn tự chọn không bắt buộc. Cử tri kiến nghị Chính phủ, Bộ ngành Trung ương nghiên cứu quy định môn học lịch sử phải là môn học bắt buộc trong chương trình trung học phổ thông để học sinh hiểu lịch sử dân tộc, truyền thống quê hương đất nước. Bên cạnh đó, cử tri cũng nêu những bất cập trong luật đất đai năm 2013. Theo luật đất đai hiện hành, để tránh các trường hợp đầu cơ đất, luật đất đai có quy định nếu người sở hữu sử dụng đất trong thời hạn tối đa là 24 tháng mà không sử dụng đất, gọi là đất bỏ hoang, hoặc các dự án có chủ trương thực hiện mà không triển khai thực hiện liên tục, là ta kêu dự án treo đó, thì các trường hợp nói trên sẽ bị thu hồi. Nhưng trong thực tế, chúng tôi thấy đối với các cá nhân đầu cơ vẫn không bị thu hồi, còn đối với dự án vẫn còn tồn tại nhiều dự án treo gây bức xúc trong nhân dân. Liên quan vấn đề này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện thông tin thêm với bà con. Vấn đề này thì nhà nước phải đứng ra thu hồi đất theo quy định của luật đất đai. Nhưng mà trong quá trình thực hiện đó thì qua kiểm tra các dự án đầu tư về phát triển đô thị trên địa bàn thành phố có 49 dự án. Thì đa số các dự án chậm tiến độ theo quy định trong quyết định chủ trương đầu tư. 49 dự án này chúng tôi đã kiểm tra rà soát và đã thu hồi quyết định thu hồi 5 dự án rồi. Và chuẩn bị sẽ thu hồi 1 dự án. Cử tri huyện Thới Lai cho rằng tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế, đời sống và sản xuất của người nông dân. Sản xuất nông nghiệp, giá cả nông sản không ổn định. Giao thương, kết nối tiêu thụ nông sản gặp nhiều khó khăn. Giá phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, xăng dầu tăng cao, ảnh hưởng đến sản xuất, phục hồi phát triển kinh tế của người nông dân trong điều kiện bình thường mới. Cử tri kiến nghị Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành khẩn trương có giải pháp tháo gỡ những khó khăn nêu trên, tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân phục hồi phát triển kinh tế và ổn định đời sống trong thời gian tới, nhất là giải pháp kiềm chế việc tăng giá, lạm phát nói chung. Vấn đề này, ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ thông tin với cử tri. Ngay tại cái kỳ họp bất thường của Quốc hội khóa 15 ấy, vào tháng 1, tức là ngay đầu năm nay, thì Quốc hội đã thông qua cái gói gọi là chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Ở trong đó thì có rất nhiều các cái giải pháp cũng như là các cái nội dung liên quan đến cái việc bình ổn cái hoạt động sản xuất cho nông nghiệp của chúng ta, đảm bảo cái đầu ra cũng như là tăng cường các cái hoạt động liên kết sản xuất giữa khu vực nông nghiệp cũng như là chế biến và xuất khẩu. Ở đây thì tôi cũng không có đủ thời gian để đi sâu vào các cái nội dung, các cái biện pháp mà Quốc hội đã thông qua, nhưng mà tôi cũng đề nghị là Ủy ban Nhân dân thành phố cũng như là huyện trên cơ sở cái nghị quyết chung của Quốc hội, các cái chương trình của Chính phủ, đặc biệt là Bộ Nông nghiệp đã đề ra các giải pháp cụ thể, thì ngành nông nghiệp cũng có những cái chương trình sát hơn để thông tin đến bà con cũng như là tổ chức triển khai thực hiện các cái gói biện pháp này một cách nó nhanh hơn, hiệu quả hơn đối với lại cái nhu cầu hết sức chính đáng và hết sức là cấp bách này. Một số ý kiến khác thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương được lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Thới Lai và quận Ô Môn thông tin giải thích làm rõ thêm. Những vấn đề thuộc thẩm quyền của thành phố cũng được lãnh đạo thành phố giao các sở ngành có liên quan xem xét giải quyết. Ông Lê Quang Mạnh ghi nhận những ý kiến, đề xuất, kiến nghị tâm huyết của cử tri liên quan đến sự phát triển của địa phương. Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố sẽ tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri và gửi đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết theo quy định. Đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được các kiến nghị, đề xuất và trao đổi của cử tri, tăng cường sự kết nối chặt chẽ giữa đại biểu Quốc hội và cử tri trên địa bàn. Ông Lê Quang Mạnh cũng chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các địa phương nỗ lực quyết tâm cao hơn nữa, tập trung lãnh đạo chỉ đạo, điều hành triển khai các giải pháp để khắc phục khó khăn,
phát huy lợi thế, điểm mạnh của địa phương, khôi phục phát triển kinh tế trong trạng thái bình thường mới, thích ứng an toàn với dịch COVID-19.